Cây thông là loại cây rất phổ biến hiện nay. Chắc hẳn bạn cũng biết rằng loại gỗ này được ứng dụng nhiều trong ngành thiết kế nội thất. Gỗ thông là gỗ gì? Sự phân bố của cây thông? Hay gỗ từ cây thông có đắt không? Hãy cùng đồ gỗ tùng tám tìm hiểu tất tần tật về loài cây này qua video sau đây nhé. Gỗ thông là gỗ gì? Cây thông là loài cây lá kim trong Chipinus, thuộc họ nhà Pinaceae. Thông còn một họ thực vật trong họ thông, hạt trần. Chi Pinus là những chi duy nhất tồn tại trong phân họ Pinoidae. Hiện nay, trên thế giới có tầm 125 loài, nhưng nhiều quốc gia chỉ công nhận cây thông chỉ có từ 105 hoặc 115 loài. Có thể kể đến một số loài thông sau, thông đỏ, thông tre, thông ba lá, thông nhựa. Đặc điểm nhận biết cây thông Đây là cây gỗ cao lớn, chiều cao trung bình từ 30 đến 35 mét, thân cây thẳng và tròn, có nhiều nhựa. Vỏ cây dày, có màu nâu đỏ nhạt, nước dọc sâu. Lá cây màu xanh thẫm, hơi thô và cứng, lá dài khoảng từ 15 đến 25 cm. Mỗi cành có hai lá hình kim, gốc lá thì có bẹ hình vảy, dài tầm 1 đến 2 cm. Vảy ở quả non năm thứ nhất thì không có gai. Quả của năm thứ hai hình viên trụ hoặc trứng trái xoan dài, với cuống dài chừng 1 cm. Hạt có hình trái xoan hơi dẹt, cánh mỏng dài từ 1,5 đến 2 cm. Cây thông tăng trưởng nhanh. Trong thân cây thông có nhựa mang lại nhiều giá trị sử dụng. Sự phân bố của gỗ thông cây thông có nguồn gốc từ vùng bắc bán cầu rồi sau đó đã phát triển sang phần lớn các vùng ôn đới và cận nhiệt đới trên khắp thế giới tại việt nam cây phân bố đều tại bắc bộ và tây nguyên thông thuộc nhóm nào trong bảng phân loại gỗ ở việt nam thì gỗ thông được xếp vào nhóm bốn nhóm gỗ có màu tự nhiên thớ mịn tương đối bền dễ gia công xếp chung với các cây gỗ quy khác nhau như dầu song nàng dầu trà beng rồi gội nếp có mấy loại gỗ thông hiện nay trên thị trường có hai loại phổ biến là gỗ thông trắng gỗ có nhiều mắt mỗi mắt tạo nên một vẻ đẹp riêng thêm vào đó vân gỗ vô cùng đẹp và hết sức mềm mại thông trắng có đặc tính tốt rát gỗ màu trắng nhạt tâm gỗ màu đỏ đặc trưng có tính kháng khuẩn tự nhiên giá thành tương đối rẻ nên được ứng dụng để làm những đồ dùng như bàn ăn cánh tủ cửa gỗ gỗ thông vàng rát gỗ vàng óng vân gỗ đều và đẹp đây là loại gỗ có khả năng chịu nhiệt cực kỳ tốt gỗ đem đến nét sang trọng tinh tế hiện đại cho không gian thêm vào đó gỗ có mùi thơm rất đặc trưng đêm đến mang lại cho gia chủ cảm giác sảng khoái ấm áp giá bán rẻ hơn nhiều so với thông trắng ưu điểm của gỗ thông vân gỗ khá tự nhiên và đẹp mắt có giá trị thẩm mỹ cao màu sắc hiện đại hài hòa với không gian ấm cúng sau khi khai thác nhựa cây vẫn còn trong gỗ để ngăn ngừa côn trùng phá hoại hay kháng sâu tự nhiên gỗ không quá nặng nên di chuyển rất thuận tiện khả năng chịu lực tốt, bám đinh, vít và keo tốt giúp dễ dàng thiết kế và tạo hình. Tâm gỗ có thể kháng sâu tự nhiên, mang lại độ bền cao. Tuổi thọ nhờ vậy mà có thể lên đến hơn 20 năm. Do nguồn nguyên liệu sẵn có, tiết kiệm được chi phí trung gian, nên giá thành tương đối rẻ. Nhược điểm Gỗ thường dễ bị chảy xước, bị vết lõm do cốt gỗ mềm cấu thành. So về tính sang trọng, gỗ thông khó sánh kịp với các dòng gỗ khác như gỗ căm xe, gỗ gụ hay gỗ sồi. Do không thể tránh khỏi bề mặt có khá nhiều mắt đen. Ứng dụng. Với màu sắc đẹp, hương thơm đặc trưng, nguồn hàng dồi dào, gỗ thông được ứng dụng rộng rãi trong ngành nội thất. Một số đồ dùng rất đẹp, có thẩm mỹ cao được ưa chuộng như kệ sách, giường, tủ, bàn, bàn trang điểm, sàn nhà. Ngoài ra, gỗ thông còn được sử dụng để thiết kế khung tranh có tính thẩm mỹ rất cao. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại khung tranh treo tường làm từ thông với kích thước, màu sắc phong phú thông có thể trồng làm cây cảnh trong vườn hay trong các khu công viên dọc tuyến đường quốc lộ. Giá của gỗ thông Gỗ có giá cả thay đổi đôi chút, dựa theo vùng đất cây lớn lên hay sinh trưởng, chất lượng, kích thước gỗ, đến địa chỉ mua gỗ ở đâu. Gỗ sở hữu chất lượng khá tốt, vân gỗ đẹp, màu sắc tươi tắn và rất dễ gia công sản xuất. Chính vì vậy chúng rất được ưa chuộng trên thị trường. Bên cạnh đó, giá thành cũng vô cùng mềm vì vậy rất được sử dụng rộng rãi. Bạn có thể tham khảo mức giá chung là 1 năm 000 đến 4 triệu đồng trên 1 mét khối gỗ tròn và khoảng 4 triệu đến 5 triệu 500 nghìn đồng 1 mét khối gỗ phách.